Chào bạn, mình đang ngồi ở trong một chiếc Mercedes CLA 45 AMG. Ở đây họ có trang bị trên chiếc xe một cái nền tảng QNX của BlackBerry. Thì cái nền tảng này nó được phát triển đặc biệt dành cho xe ô tô. Ở phía trước các bạn có thể thấy một cái màn hình 21 inch rất là rộng, nó là màn hình cảm ứng. Đây là trang home và các bạn có thể dễ dàng chuyển qua giữa những cái ứng dụng bằng việc bấm vào màn hình. À, có thể điều khiển bằng một cái nút ở đây, rất là đơn giản. Cái nút này là nút dạng như xoay, nó trông giống với lại cái hệ thống của Audi. Các bạn có thể chuyển qua giữ lại quay lại giữa cái màn hình. Thì ở đây nó có tổng cộng 5 cái tab, là cái navigation, là cái chức năng điều hướng, là dẫn đường, media là chức năng giải trí, gọi điện thoại đánh tay chẳng hạn. Ngoài ra thì cái xe này nó cũng có tính năng gọi họ gọi là virtual mechanic, có nghĩa là cái thợ máy ảo. Nó sẽ giúp chúng ta kiểm tra tình trạng của xe, sau đó gửi thông tin lên cloud và giúp chúng ta có thể kiểm tra xem tình hình chiếc xe của mình như thế nào. Ở đây thì chúng ta cũng có những cái nút điều khiển bốn điều hướng khác, các bạn có thể sử dụng những phím này. Một tính năng đặc biệt khác đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói, voice control. Các bạn bấm vào cái nút này để ra lệnh cho cái xe hoạt động. Find Starbucks. Mình vừa gọi ra lệnh cho nó tìm cái cửa hàng Starbucks gần nhất, thì lập tức nó sẽ tìm và bắt đầu điều hướng đưa chúng ta đến cái địa điểm đó. Bên cạnh cái những cái tính năng trên sử dụng trên màn hình cảm ứng, thì cái hệ thống QNX dành cho xe hơi này cũng có thể kết nối với smartphone. Thì nó sẽ giống như là chúng ta sử dụng tính năng mirroring hoặc là dùng Miracast để kết nối với xe. Thì lúc này trên màn hình xe và điện thoại sẽ giống nhau, chúng ta thao tác trên điện thoại cũng như trên xe. Chúng ta có thể thông qua màn hình đó, các bạn có thể thấy giao diện Android ở trên xe lúc này. Các bạn có thể điều khiển trên xe cũng như điều khiển trên điện thoại. Ngoài ra thì QNX còn có thể chạy được những cái ứng dụng của Android. Hiện tại thì họ chỉ có chứng dụng ứng dụng iHeart Radio. Tuy nhiên trong thời gian tới thì cả nhà phát triển sẽ lập trình thêm nhiều cái phần mềm mới. Thì cái nền tảng QNX này hiện vẫn đang được phát triển, và cái QNX sẽ được bán đến cho những nhà sản xuất. Họ sẽ tự phát triển những cái hệ thống thông tin giải trí trên xe cho riêng hãng của mình, chứ không phải là họ QNX không bán ra cái hệ thống hoàn thiện cho từng hãng. Đây là một cái hệ thống thông tin giải trí dành cho những chiếc xe trong tương lai. Hiện tại thì chưa áp dụng cho những cái mẫu xe hiện tại, họ sẽ áp dụng trong vài năm tới. Xin cảm ơn các bạn.